Ok, vui lên em. Hôm nay chúng ta lại thử một con game mới. Thật ra nó cũng không mới lắm đâu, nó đã ra mắt khá lâu rồi. Nhưng mà gần đây thì nó mới kết thúc cái giai đoạn Early Access, nó chuyển qua cái giai đoạn phát hành phiên bản đầy đủ 1.0 luôn, cách đây khoảng 1 đến 2 ngày thôi. Game này có tên là Core Keeper. Chúng ta sẽ sinh tồn xung quanh một cái lõi 1.0 bây giờ đã phát hành đầy đủ, cách đây là 1-2 ngày trước. Con game này thì anh em chủ yếu là kết hợp thế giới mở, xây dựng, đi khám phá cái vùng đất gì đó, có thể chơi cùng bạn bè rất là thú vị luôn. Có bạn bè đây nè, anh em có thể chơi online co-op với bạn bè, mời bạn bè vô chơi cũng rất là ngon. Game này thì nó kết thúc cái giai đoạn Early Access sau khoảng 2 năm phát hành, tôi chơi lần trước cũng cách đây 2 năm rồi, cũng không nhớ gì nhiều về con game lắm. Này chúng ta bắt đầu lại từ đầu luôn. Game này có một cái phiên bản Việt hóa của đời em nha. Tuy nhiên cái bản Việt hóa đó thì nó chỉ chạy với cái bản không mod thôi, anh em chơi cái bản không mod đó thì nó hoạt động ổn định, còn nếu anh em dùng mod nhiều quá thì cái bản đó nó không hoạt động đâu. Nhìn người ta xây cái bay đầu rất là đã nha, có bạn bè chơi với nhau thì rất là vui đó. Rồi bây giờ chúng ta vô game. Trước khi vô game á, anh em muốn chạy Việt hóa thì tôi hướng dẫn luôn. Anh em vô chọn mà chuột phải vô con Keeper nè, chọn cái GPT, thì trong cái phần General này, General này anh em chọn cái Light Keeper, nó có cái phiên bản có mod và no mod. Anh em xài cái bản Việt hóa của đời tem thì bắt buộc phải chọn cái dòng dưới nha. Còn nếu như anh em mà chơi bình thường không cần Việt hóa, lấy tiếng Anh luôn á thì cứ chọn thoải mái, chọn cái nào cũng được. Thì anh em xài cái bản Việt hóa như tôi thì bắt buộc phải chọn cái dòng no mod này, sau đó rồi vào game thôi. Việt hóa thì tôi cài sẵn rồi, cách cài thì anh em cứ lên Discord hay là ghé tem là trang chủ họ họ có ghi con Keeper nè, cứ tải về rồi cài thôi. Cái phiên bản Việt hóa thì tôi khuyến khích anh em nên cân nhắc trước khi xài nha, tại vì con game này nó gần như không có hướng dẫn gì cả, trong lúc mà anh em chơi anh em bí cái gì đó, tìm đường cái gì đó, thì cái bản Việt hóa này nó khiến anh em khó Google để anh em tra cứu hơn. Nhưng mà được cái tiếng Việt của chúng ta thì rất là thân thiện, đọc rất là nhanh luôn, nhìn vào nó rất là thích. Nhưng mà chơi tiếng Anh được á thì khuyến khích anh em nên để tiếng Anh chơi, còn tôi làm cái video này nên tôi để tiếng Việt để anh em xem cho nó dễ. Thực ra tôi cũng mù tiếng Anh mà, nên có cố thì cũng khó lắm. Sau khi kết thúc giai đoạn 1.0 thì không biết game này có gì mới không. Đây có tiếng Việt rất là ngon nghẻ, âm thanh nhạc hơi to hơn tí, chắc tôi giảm cái nhạc lại. FPS cũng ổn, âm môi trường rồi ok, bắt đầu chơi. Ở đây thì chúng ta có cái quật đáy xã hội tôi mới tạo thử nè, nên bây giờ tôi tạo lại cái quật luôn đi, đổi cái hình ha, hình cũng dây chuyền. Cái phần ship này á thì lúc trước cái phiên bản 1.0 á anh em chưa có cái phần ship này đâu, có phần ship nhưng mà nó chưa hoạt động chính xác nhất định. Lúc đó là con game anh em đi đến đâu thì môi trường nó sẽ mở rộng ra đến đó dần 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 một cách ngẫu nhiên, tức là anh em đi gần gần đến đó thì nó tạo ra môi trường thôi, chứ nó không thực sự là cái ship tạo sẵn hết tất cả từ đầu. Nên bây giờ anh em chơi lại cái bản 1.0 á, khuyến khích anh em nên tạo lên một cái thế giới mới, bắt đầu lại từ đầu luôn. Ở đây thì có độ khó cái môi trường, còn cái này là quặng. Quặng thì tôi tăng lên rất nhiều quặng luôn để cho mình đi dễ đào một tí. Dịch chamber là rất là nhiều nè. Cái này hệ thống đường hầm thì tôi không biết nó là sao nữa, tôi không biết nó là sao, nhưng mà tăng tăng lên đi thôi, chỉnh hai cái này thôi nha, còn lại mấy cái kia mặc định hết. Chúng ta vào game ở đâu ta, xong 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 nhân vật thì đây nhân vật cũ của tôi nên tôi lấy nhân vật cũ đi. Nhân vật cũ của tôi thì đồ nó hơi xịn xò, nên bây giờ bắt đầu lại từ đầu mà xài nhân vật này thì cũng hơi kỳ. Đây, để tôi xài cái gương, anh em nhấn nút tab nè, vô có cái gương anh em chọn cái gương đặt lên cái thanh toolbar này. Trong con game này thì anh em đặt đồ trong cái ba lô á, họ chưa có quýt mà sử dụng nhanh đâu, không có xài ra được đâu đó, không có xài đâu, bắt buộc phải để lên thanh toolbar nó nằm chỗ này. Rồi chúng ta bắt đầu xài thôi. Ủa số 6, tạm thời tôi tắt cất mấy cái đồ cũ đi ha, mấy cái đồ cũ này cất vô cái gương đi để mà mình giữ nó mình xài thì cũng kỳ lắm. Cái này gỗ không sao, đút phép lột hết quần áo ra luôn cho giờ lại bắt đầu lại từ đầu. Nhẫn di chuyển là giữ lại con phép nha, con phép này nó chỉ tăng tốc độ di chuyển thôi, với cái ba lô, cái ba lô này để mà nhiều đồ một tí, với cái bóng đèn, bóng đèn là để nó soi sáng á, bỏ ra thì nó tối lắm. Đây tạm thời bỏ ra ha, bây giờ cất hết mấy cái đồ này vô đây đi, đồ ăn cũng cất luôn cho nó chơi mới lại từ đầu. Đút rồi, anh em mới vô game á thì chỉ có nhân vật như thế này thôi, nó sẽ cho anh em một cây cuốc, cây cuốc này tôi tạm giữ lại để có cái ăn đào.
cây cuốc anh em bấm nút tab đây nè, anh em sẽ lấy gỗ, cần 4 gỗ để chế cây đuốc. Anh em đọc cái dòng cuối nè, 4 gỗ chế cây cuốc thì 4 gỗ chế cây sẻng đó, chế cây sẻng ông để xuống đây. Tương tự chế đuốc cũng như luôn, đuốc thì mình chế rất xài rất là nhiều đuốc nên cứ chế thoải mái đi. Đó tôi chế ra 100 cây nè. Rồi gỗ, gỗ thì đây nè, nó là mấy cái sợi này nè. Đó anh em không có đèn á, anh em đi vô chỗ tối là thấy mỗi hai con mắt như thế này thôi, còn anh em lắp cái đèn vô có sau này anh em đánh ra có cái đèn đó, đó thì nó sáng hơn, sáng được một vùng nhỏ nhỏ à. Nấm nè, đầu game thì anh em chỉ có ăn nấm thôi. Rồi trong lúc này thì chúng ta bới gỗ đâu, đầu game vô anh em cứ dọn sạch xung quanh cái lõi đi. Trong lúc mà đang dọn cái này thì lẩm nhẩm tí về mấy con game thể loại open world này ha. Sinh tồn thế giới mở thì nó có rất nhiều mấy con game thể loại này luôn, tuy nhiên đạt được cái tầm mà gọi là hay á thì rất ít con game làm được. Trong đó có mấy con như là ARK Survivor, game khủng long á, gọi tắt là ARK thôi, rồi Vanheim nè, rồi Enso Gap mới ra rồi nè, thì cũng có khá là ít mấy con game thuộc thể loại sinh tồn thế giới mở nó làm chất lượng. Tại hầu hết á mấy con game thể loại này nó làm rất là nhiều thể loại vô luôn, nó dồn ép rất nhiều thể loại, từ nông trại nè, từ hành động 2D platform nè, rồi từ xây dựng rồi chế tạo rồi phải quản lý rất nhiều thứ nữa. Nên để làm một con game thế giới mở mà có đầy đủ nội dung content để chơi á, làm rất là cực, rất là khó luôn. Nên cái thẻ này thường là mấy cái thẻ rất là hot, rất ít người làm mấy cái dòng này. Đây là cái quặng đồng, đầu game chúng ta rất cần rất nhiều quặng đồng. Để cắm đuốc nhanh thì chúng ta đè nút shift rồi nhấn chuột phải, có thể nhấn lên được mấy cái công trình như thế này. Còn muốn thu hồi thì đập nó thôi, thì thu hồi được. Quặng đồng, đầu game chúng ta cần rất nhiều đồng, đồng nó cũng rất là nhiều trong game này luôn. Hình như cái mặt đất nó mới gung gung phải không ta? Cái mặt đất gung gung là dấu hiệu anh em đi gần con boss á. Game này nó không có hướng dẫn nha, mới vô nó bước cho chúng ta. Ê, cái chỗ này là nổ nè, đứng gần toan mạng luôn á. Muốn đi qua sông á thì anh em chọn bấm vô ba lô, đặt cái khối đất lên trên lô này, rồi bấm trên cái thanh công cụ tên ba đặt nó xuống đất là anh em sẽ tạo thành một cái đường để đi qua sông. Quái nè, quái nè, quái nè. Nhân vật này là nhân vật cũ rồi chơi rồi nên nó là đầy đủ kinh nghiệm tí hơn xà lam nè. Đó boss đó, boss boss đó, tí nữa mình đánh nó sau. Bây giờ mình chưa có đồ gì hết đầu game, nhưng mà đi đánh mấy con xà lam này. Ây da, mình chỉ nhân vật thôi đã chưa có vũ khí luôn á, cái cuốc này là mình để cuốc đồ thôi. Trời, nó ăn ai còn mỗi cái xương không nè, anh em thấy không, còn mỗi cái đầu không à. Bên này thì nấm, cái vùng sinh thái này dành cho riêng mấy cái nấm. Mấy cái chỗ nước này là chúng ta có thể câu cá nè, chừng nào chế được cái cần câu thì lại đó câu. Bây giờ tôi đào một tí đồng đó. Đây đồng đây, đồng thì nó lúc nào cũng cần hết, đầu game cần, cuối game cũng cần. Sau này anh em xây mấy cái công trình nhỏ nhỏ như cái đường gây xe lửa hay là mấy máy móc đó thì nó đều phải thông qua cái đồng này hết. Nên đầu game anh em thấy đồng là cứ đào đi, sau này không cần nó thì thôi, còn bây giờ thì nó rất là quan trọng. Đây mở, nhấn M mở bản đồ lên, con boss nó nằm ở đâu bên đây nè, nên bấm nhận hình boss, nhấn chuột chữa đó, nó sẽ đánh dấu lại trên bản đồ. Con game thế giới mở mà làm được rất là nhiều thứ nó rất là khó luôn. Mình phải làm sao mà phân phối hợp lý tài nguyên, mặc dù thế giới mở nhưng phải định hướng được cái người chơi đi đâu làm cái gì, người ta mới thiết kế được một con game thế giới mở nó hay. Còn nếu như mà anh em lỡ sau này anh em mạnh quá rồi đi về mới đánh con boss yếu yếu á thì nó lại rất là bất công luôn, nó không còn gọi là thế giới mở nữa mà anh em gọi là đi xây đường rồi đâu á. Cảm giác như anh em tưởng tượng như chơi Dark Souls đi, Elden Ring đi, mà anh em đánh mấy con boss ban đầu đánh hoài không thắng, về sau anh em đi lạc vô cái chỗ nào anh em farm nhiều cái quay lại đánh con boss một hiếp, người ta không có dự tính được cái đường đi của mình thì người ta thiết kế con game thì nó sẽ mất hay đi chẳng hạn. Nên mấy con game thế giới mở nhìn vậy mà rất là khó làm nha, làm thì xét về cái mặt kỹ thuật nó đã khó rồi, còn cái định hướng mà góc nhìn của người chơi, góc nhìn của nhà thiết kế rồi nó lại còn khó hơn nữa. Nên để giữ chân được một con game
Một con game thế giới mở như thế này mà giữ chân được người chơi thì rất là khó luôn. Anh em thấy về truyền thống cái dòng thế giới mở này, nó chỉ xây đi xây lại một vài cái vấn đề thôi. Chế độ nè, xây dựng mấy cái tài nguyên cơ bản rồi nâng cấp công cụ nè. Thì ban đầu chúng ta có gỗ, đá, cỏ, đất đồ chẳng hạn, rồi sau này chúng ta lên đồ đồng, đồ thiết, đồ sắt, đồ vàng, thì nó lên từng cấp 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 vậy như một cách mặc định để nâng cấp đồ luôn rồi. Hệ thống level rồi chẳng hạn, con game này không có hệ thống level, anh em làm việc gì nhiều á thì sẽ lên cái điểm kỹ năng đó, nó giống như con Valheim nha, chạy nhảy đồ nhiều quá thì nó sẽ lên được mấy cái điểm này. Có mấy điểm này mình sẽ cộng vô trong đây, nó cộng vô thì mình như tôi đào rất là nhiều nè, lên điểm đào tôi được 10 điểm là tôi cộng hết vô đây. Còn cái này là bên phép hình như là khoảng là 15 điểm này á, thì mình sẽ tăng được một cái điểm kỹ năng bên đây để mình tăng lên. Mấy cái hòm này chúng ta có thể đập nó lấy đồ. Trong tất cả những con game sinh tồn thế giới mở thì thiết kế boss cũng là một cái rất là quan trọng nha. Đầu tiên là cái vùng sinh thái nè, cái thứ hai đó là boss. Boss nó phải làm thiết kế làm sao cho hợp lý, người ta có thể dễ dàng tìm được con boss, có thể đánh bại nó, rồi cũng có thể nâng cấp nữa. Cái chữ ít trên bản đồ là mình dùng cây sẻng mình đào, đó nó sẽ ra ra này. Này sợ lắm, nấm nè. Đầu game thì chúng ta chỉ có ăn nấm thôi. Game này tôi chơi khoảng 2 năm trước rồi, bây giờ thì nó cập nhật lên rất nhiều, khác rất là nhiều luôn. Thậm chí khác từ cái giao diện cơ bản mình nhìn luôn. Nhưng mà mấy cái tài nguyên này thì nó vẫn còn giống giống như cũ. Cát á, nó rất là nhẹ nên mình đào phát là nó ra. Cây cuốc đầu game á, anh em không có đào được nhanh như tôi đâu. Do tôi cầm cây cuốc bên cái con nhân vật cũ cầm qua đây luôn á, nó mới nhanh thế này nha. Do mình tiết kiệm thời gian đi, cái việc đào đó thì đào cái cuốc cũ, cái cuốc bằng gỗ, cái cuốc này nè, tốn thời gian dữ trời lắm. Anh em đập cái lốc này khoảng 4 đến 5 hit chứ không phải một hit như tôi không. Nên bây giờ chúng ta chơi lại thì chủ yếu giới thiệu với anh em con game này. Anh em nào thấy thích thì rủ bạn bè vô chơi cũng được. Nó kết thúc giai đoạn Early Access này. Nói chung là một con game hoàn chỉnh rồi đó. Lượng người chơi cũng rất là đông trên Steam đó. Về cái mặt nội dung thì tôi cũng mới thử thôi. Lần trước thì chơi cũng có chút xíu à. Đó cộng một điểm khai thác á. Là bây giờ tôi có thêm một cái điểm để đào rồi. Đây nè. 2 điểm nữa thì 55 điểm chia hết cho 5 thì tôi được tăng thêm một điểm nữa. Trong mấy cái này thường nó có rất nhiều đồ luôn, mấy cái hòm, mấy cái gương nè, mấy cái rễ cây này là gỗ, gỗ nó cũng khá quan trọng nha. Gỗ cũng rất quan trọng á, nên mình cứ gom hết đi. Mấy cái chỗ này là sau này nó mọc lên gỗ nè, anh em có thể cầm cây sẻng đục nó lên luôn đó, đục nó lên gỗ luôn. Xiên á thì làm còn lười lười như tôi thì thôi không quan tâm mấy đó. Cái này là mấy cái mỏ, sau này chúng ta chế mỏ phan vô thì chúng ta mới có thể phan được. Đầu game thì cứ đi mà đào như thế này thôi. Tí nữa về tôi dọn nguyên cái khu nhà mình. Rồi một đống mỏ đây, một đống luôn. Nấm nè, nấm biến dị nè. Cái ô này là ô nổ không? Không không không, ô nổ nó màu khác. Ăn ăn đầu game thì chúng ta chỉ có nên ăn nấm thôi. À nãy giờ tôi đào được nguyên bộ đồ luôn rồi nè. Nấm nấm đâu rồi ta? À nấm này, nấm số 3 đây. Bấm số 3 vô này, bấm chuột phải nó ăn. Cái nấm này thì nó sẽ cộng 2.1 máu mỗi giây. Kéo dài trong 20 giây tức là khoảng 40 máu á. Nó tăng có 9 độ no, độ no mình 100. Mà ăn một lần có 9 độ no. Nên cứ ăn tạm tạm đi, tí nữa về mình nấu mấy món khác sau. Nấu mấy món khác cũng nấu từ cái nấm à. Cái này nãy giờ đi đào với đấm mấy con kia thì rớt được bộ đồ hai cái món quýt đúc đời, mỗi cái mũ là mũ thợ săn thôi. Đồ này level 3 nó cũng hơi cùi. Nè hai món đồ, cái lông này là gì đó? Tay nghịch là mình gắn lên đây. Cái lông này mới. Nước à đúng rồi, phiêu nước. Bấm nút cách. Bấm nút cách là nước đó. Nhưng mà phải ngắn à, cái này là cục chịu hồi. Mình chịu hồi ăn quả nè, chịu hồi thì nó sẽ tốn mana như thế này đó.
Sau này tôi không biết là có cái triệu hồi nào xịn sò nữa không. Hồi tôi chơi thì chưa có cái triệu hồi này đâu, cũng chưa có ba cái đồ phép nữa. Tôi nhìn cái bộ đồ này là thấy đồ phép nè, ba món cùng bộ thì đạn nó xuyên qua một mục tiêu cũng được. Vậy là chế cung hay chế nỏ vậy thì có vẻ khá là ngon. Con slam đó tí nữa mình chế đôi giày là đi đánh là được à. Con boss đầu tiên của game á. Anh em mà cứ đi vòng với đầu game thì cứ đi vòng vòng xung quanh đi. Khi nào mà nghe cái mặt đất nó rung rung á, này có cái gì nè. Mặt đất nó rung rung là chứng tỏ chúng ta gần tới boss rồi. Rồi, về thôi. Cái bản đồ này hơi bị nhiều nước nha. Nước nó hơi bị nhiều lắm á. Nấm nè. Chờ lam nè. Mấy chỗ này là sau này gỗ nó mọc lại. Tôi không biết trong con game này nó mọc nhanh không, nhưng mà sau này nó mọc lại nên cứ thoải mái đi. Đào như một vận động viên chuyên nghiệp. Trời ơi. Mấy cái đá màu xanh này gọi là đá năng lượng, sau này có một số cái trường hợp mình cần dùng nó. Lúc tôi chơi bản cũ thì chưa có đâu, nhưng mà đọc thông tin thì thấy nó ghi như vậy. Nó ghi như thế này nè, đá cổ xưa nè phát ra ánh sáng năng lượng như đó, thì sau này mình dùng nó vô cái gì thì từ từ tính. Do anh em nhìn sáng như thế này là do cái lồng đèn đó nha, bỏ ra là tối thui luôn á. Đó, bỏ ra là như vậy nè. Thì bên đây có cái hòm to nè. Đào nãy giờ nó không lên được điểm đào nào mà nó lên điểm giùm còn. Mấy cây này để trang trí thôi. Ấy da. Rồi đi thẳng đường này rồi về nhà mình nè. Một tay mày nè. Nấm này hình như mình cũng trồng được nữa thì phải. Đó giờ tôi ít trồng nấm lắm, tại vì nấm này mình đi ra ngoài mình đụng nó nhiều. Quá là nhiều luôn. Cục này là đá nổ nè. Chọt cái vậy đó, bùm 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 bùm. Tôi gắn cái lồng đèn vô đi để tháo ra nó tối quá nè. Có cái nón luôn nè, đó mình đủ bộ ba món luôn nè, lụm được cái súng luôn, vãi súng hỏa mai đi ra ngon vậy. Một cái chìa phá bằng đồng, một cái bộ đồ quýt đốc tờ nữa. Đầu tiên game vô thì nguyên bộ đồ này, trời ơi nó tăng tốc độ đánh của con đệ. Nhưng chim nào bạn chim tôi đâu có đánh đâu. Súng nè, bá đạo chưa? Súng nè, súng nè. Cây này bắn cái mình giật lùi luôn á. Đá xanh, đá xanh, đá xanh cũng khá là cần. Cái lỗi mình ở trên rồi, lỡ rồi tôi dọn hết khu này đi đó, cho nó sạch sẽ nha. Sao tầng sông không gì nè, trời ơi. Rồi, cắm hai cây đuốc hai bên cho nó đẹp. Đây là cái lỗi của chúng ta đây. Cái lõi này nó gồm ba cái bức tượng là tượng trưng cho ba con boss đó. Đây còn nữa nè.
Đó. Thì đầu game chúng ta là đi farm mấy con boss này là chính. Đó, ba cái bức tượng. Anh em lại bấm bức tượng bỏ cái đồ vô đây thì nó sẽ mở ra cái ô để chúng ta bắt những cái con boss trong đó. Đánh con boss thì nó mới rớt ra cái đồ đó nha. Dọn hết khu này cho nó sạch sẽ này. Gì mà đúng đái xã hội luôn á trời, xung quanh toàn là sông với nước không. Hồi lúc trước tôi chơi nó có nhiều như thế này đâu. Hồi trước chơi là đi rất là lâu á, sau này mới ra được cái bờ sông á. Chắc sau này dép họ làm lại rồi. Chúng ta sẽ cần một nơi để trồng cây nè, rồi một nơi để chăn nuôi nè. Sau này đi bắt mấy con phết về để chăn nuôi. Rồi một nơi nữa là trồng cây thì chắc tôi gộp chung vô bên nấu ăn luôn. Đi có cái gương nè. Có cái gương đây. Ba lô đầu tiên anh em không có được nhiều như thế này nha, anh em phải chế cái ô túi đồ á, chứ đầu game anh em chỉ có hai hàng như thế này thôi, không có được nhiều như tôi đâu. Đồ anh em muốn bỏ thì bấm đây, bỏ đây, xóa bỏ. Tôi nãy lấy cái ba lô, lấy ba cái này nè, cái lồng đèn, cái ba lô với mà con chim theo thôi. Chim này tăng lúc độ. Cái gương này phải cần chìa phá đồng, hồi nãy tôi lượm được cái nè. Mở gương ra. Một số quặng đồng, một số cái búa tạ gì đó. Rồi. Có cây súng khá ngon, nãy đi ở đâu không biết đào được cây súng này nữa. Nhấn B lên, cái đầu tiên trong game chúng ta cần chế là chế cái này. Đó, chế cái bàn, bàn ghen. Bàn ghen đặt ngay đây đây. Trong cái bàn ghen này anh em chế được cái lò nung nè. Lò nung. Lò nung đặt ngay đây luôn. Lò nung thì nó nung được ba loại quặng, loại là thổi đồng, thổi sắt, thổi thiết với mà thổi sắt. Đồng thiết sắt. Thì đồng nãy giờ tôi đào được gần 400 cục rồi. Đó, rồi đặt vô. Thêm lò nữa đi, hai lò cho nó nhanh. Trong cái này thì nung thì cứ bỏ vô là tự nung thôi, không có cần nguyên liệu gì hết. Chúng ta chỉ cần chờ thời gian là tự lên. Rồi, sạch sẽ khu này ha, dọn luôn cái mớ này. Tiếp dọn nốt bên đây. Tôi sẽ mở rộng cái khu này ra đi, cho cái đất mình nó rộng ra. Bên này toàn là sông không à, khó xây nhà lắm. Con bự bự bánh kìa. Ở đây cầm súng bắn là đúng đó. Một đao. Rồi, dọn xong cái khu này nữa về ăn. Đầu game thì anh em chỉ có nấm thôi, nhưng mà anh em ăn nấm thì nó cũng hơi phí. Mình chế cái bàn nấu ăn, chế từ cái bàn này nè. Đó, nó có cái nồi nấu ăn nè. Chế cái nồi nấu ăn. Nồi nấu ăn thì đặt bên đây đi. Tí nữa làm cái con sông bắt cái lộ qua đây. Đây, nồi nấu ăn. Với chế thêm một số cái gương để chế đồ nữa. Đây, cái gương đây. Đặt kế bên nồi nấu ăn luôn ha. Thêm cái nữa đây. Rồi, cái nồi nấu ăn thì cứ bấm vô thôi. Mình hiện tại thì công thức này là của cũ là của tôi đó. Mình không biết công thức gì mới hết. Mình cứ dục đại hai món vô. Dục đại hai món này vô. Cái món nào nó có thể ăn được, nấu được thì nó ghi cái dòng có thể nấu đó. Thì cứ quăng nó vô đi, nó sẽ nấu ra món ăn. Đó, chờ thời gian nó tự dậy ra. Cứ quăng hết tất cả các món có thể nấu vô, cứ hai món kết hợp quăng vô là nó ra cái đồ mình có thể nấu, nấm của mình thôi. Đây, nhấn nút shift chuột phải, nó sẽ chia đôi ra. Rồi đặt hai cái này vô. Nó sẽ ra cái nấm này, đó, ra cái súp nấm. Nó tăng được 25 độ no. Hồi 4.2 máu mỗi giây trong 20 giây, tức là hồi được khoảng 80 máu á, 80 máu rồi nè. Rồi, có súp nấm mà ăn cái súp này. Nó tăng cái độ no, nó hồi 1 tí máu. Rồi nấu ăn đơn giản vậy thôi. Nấu ăn thì tôi để hai cái gương bên này á, những cái nào ăn được á thì sẽ để vô. Nguyên liệu, còn cái bên kia là thành phẩm. Đâu, cái này tí nữa trồng.
Nấu được nè, nấu được nè. Còn nào nấu được nữa không? Cái trứng này tí nó ấp nha, ấp thì nó ra con phét như con chim của tôi đó là xong rồi đó. Đơn giản rồi à, chỉ cần ấp là nó ra thôi. Ấp thì phải có cái bàn điện. Bên này là nấu thành phẩm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm vườn. Đầu tiên làm cây sản, tôi sẽ chia phân lô bán nền ra cái đã. Cắt từ đây nè. Tôi tạo cái con kênh đi. Rồi sau đó mình sẽ đắp đất lại. Dời núi lấp biển luôn á, thấy không? Sông nãy dài dưới này trời. Đầu game mà có cái sông lớn xung quanh nhà như thế này đó. Rồi ok. Cái này là cái tường gỗ, còn cái này cái sàn gỗ. Gỗ này thì không cần đâu, mình sẽ qua cái giai đoạn đồ gỗ luôn, mình chế tạo cái đồ đồng luôn nè. Nên cái bàn đồ đồng. Cái bàn gã và sửa chữa này quan trọng, đầu game vô nó rất là quan trọng đó. Đây, có cái bàn gã sửa chữa rồi nè. Là cái ngay đây đây. Ủa? Số 7. Đó, cái bàn này thì mình sửa thì bấm bên trái sửa, sửa nó không tốn gì nha. Còn cái bên phải này mình sẽ nâng cấp đó. À, mình bấm vô đây chọn cái món nâng cấp thì nó sẽ cần là 3 sợi nè, sợi tôi có 4 sợi rồi. Như cái súng này nó cần 3 cái thỏi thiết và một phế liệu để mình nâng cấp lên đó, thì mình cứ đập đồ vô là nó lên được. Cái dao găm với cái gậy cũng được. Sợi thì đầu game hơi ít nên thôi tiết kiệm đi, mình chưa nâng cấp cái gì đâu. Rồi có hai cái bàn này rồi, bây giờ chuẩn bị chế cái bàn đồng. Rồi cái bàn này cần 6 cái thỏi đồng. 6 thỏi đồng thì tôi đang nấu đây, 42 là cái mà chế cái bàn này số 7 đặt ngay đây luôn ha. Đó, chúng ta có cái bàn đồng. Bàn đồng này thì chúng ta có cái lò nung khí tinh. Lò nung khí tinh là nó sẽ nấu cát này, nó tạo ra cái khí tinh, anh em cũng biết cái ba cái đó chứ gì. Đó, bỏ ba cái cát luôn, nó tạo ra khí tinh. Tương tự thì chúng ta có cái đe đồng, cái bàn điện tử số 6, cái đe đồng để kế bên luôn. Cái bàn điện tử để ngay đây luôn. Cái đe đồng thì chủ yếu là chế ba cái đồ đồng thôi. Đầu tiên thì gần một bộ giáp đồng nè, nhưng mà tôi có cái bộ này nãy giờ đi lụm được nguyên bộ này rồi nên chắc không cần cái bộ giáp đồng rồi đó. Cần là cần cái này, cái đôi giày nữa là giảm 25% tác dụng làm chậm, tác dụng làm giảm tốc độ di chuyển từ sờ mai sờ sờ lam. Tức là anh em đi vô mấy cái vùng của con xà lam á, anh em sẽ không bị làm chậm nhiều. Nên rất cần cái này để đánh mấy con xà lam đó luôn. Còn không cần thì cũng được. Như tôi thì tôi cũng lười lắm, nó không cần đâu. Cái khiên này cũng khá quan trọng nè. Cái khiên này chế một cái. Khiên này lắp vô cái chỗ bên này của chúng ta. Trời ơi, cái này còn cái đồ cũ của tôi nữa. Thôi xài cái số 1 này thôi. Cái khiên này lắp vô đây thì anh em giữ nút cách là nó sẽ đỡ. Đỡ đòn với mà pha ghi. Pha ghi thì phải đúng thời điểm nó mới pha ghi nha. Để tôi lên tôi chọc con này cái pha ghi. Nãy con bự bự trên đây cầm súng bắn không được á. Đây nè. Nó nè, pha ghi nè. Nó hút mình á thì canh đúng lúc nó hút á. Đó là mình đỡ đòn. Ừ. Rồi hút vô. Đó. Chủ yếu là thăm minh nha. Rồi như tôi mới làm được thôi. Chứ người bình thường thì cũng làm được bình thường luôn. Trên này cũng cái sông đó trời, sao toàn sông với mình là nước không gì nè. Rồi làm cái khu trồng trọt. Đồ đồng của mình ở đây, mình có chế được cây sẻng đồng thay cho cây sẻng gỗ này. Bỏ sẻng gỗ rồi luôn. Cây cuốc đồng. Cây cuốc đồng thì đương nhiên đi cuốc rồi. Đồ mình nhiều quá rồi.
ba cái đồ mà dạng linh tinh thừa thải đồ chắc tôi dục trên này đấy, ba cái trang bị dục hết đây. Vũ khí cận chiến thì tôi có ghi súng level 5 này, chắc không xài mấy cái kia nữa đâu. Cái mũ hở xăng này cũng khá là ngon, xài với cây súng mình khá là ngon á, nhưng mà nó mới có mỗi cái nón à, chưa có mấy cái đồ khác nên thôi. Rồi cái khu trồng trọt thì chắc tôi sẽ làm ngay đây luôn, ngay cái khu trồng trọt này chúng ta lấy cây cuốc, cuốc lần 4 ô đó, 1 2 3. Rồi trồng chắc nhiêu đây là đủ rồi đó. Thì bên này tôi sẽ nối cái đường qua, coi có cái đường nào nối không. Cái giường, giường cũng khá là cần. Bây giờ cái sàn thô này nó chế từ cái khúc này nè, nên chế trước cái sàn này, chế luôn một số cái tường. Cái bàn thợ mộc, chế đồ trang trí nội thất chắc cũng cần, cầm cái đây. Biển chỉ dẫn, biển báo, tủ đồ, gương, đuốc trang trí, bộ lịch, khung tranh. Cái khung chưa được vẽ lên, chậu trang trí luôn. Muốn trồng cái gì trồng vô đó. Bên này là bàn ghế gỗ, chậu nước, ba nơ canh, bệ gì đó. Cái giường này phải 5 sợi luôn. Sợi thì mới có 4 cái à, chưa chế được cái giường đâu. Từng câu nè, từng câu thì cần câu gỗ không xài. Đó, bây giờ anh em chế được cái đèn với cái túi, mà cái túi này cũng hơi nhỏ thôi. Là hai cái món này của tôi nè, nên tôi đem cái đồ cũ qua xài tiếp đi. Cầu gỗ, cầu gỗ này à, hàng rào gỗ. Hàng rào gỗ 24 cái luôn nè, để lên. Này để xuống, này để xuống, này để xuống luôn. Cửa gỗ hết thổi đồng hả ta, một đống đây hết cái gì. Tí nữa mình xây nhà cần 4 cái này đi, không chơi đồ bằng gỗ đâu. Hàng rào 2 cái, rồi qua đây làm cái khu trồng trọt hả. Nên đục cái lỗ này á, để sau này mấy con quái nó không đi lạc vô. Đó, làm cái đường mà kênh nước này, để quái nó không có đi lạc vô. Hàng rào là số 7 mà. Anh em thấy nông dân đích thực chưa? Thôi thiếu cái hàng rào rồi. Bây giờ đây dương cái. Nó chế đã chế cặp đôi lần. Rồi ok. Nhưng mà xây đây một cái đây. Thiếu một cái nữa rồi. 5 cái luôn. Ủa mà sao lại ra 5 ta? Rồi hai cái cửa hàng rào số 9. Rồi đặt cây đuốc ở đây cho nó sáng sủa lên. Bên này đáng lẽ thêm cây đuốc nữa. Rồi giờ cái nồi nấu ăn qua đây thì được. Rồi trồng thì chúng ta có mấy cái hạt giống nè. Hạt giống dâu tím nè. Đặt lên trên này. Hạt giống ớt bơm đặt lên nhiều dữ gì ta? Hạt giống rễ cây lấy gỗ thôi chưa gần đâu. À, tulip phát sáng đó, mấy cái hạt giống này tôi trồng ba cái loại này thôi. Dâu tím thì sẽ trồng ra cái này nè, nó dâu tím trồng ra cái này. Ớt bơm thì ớt bơm cái gì đó không biết, cứ trồng lại đi. Rồi bây giờ lên thì cái gieo xuống số 8.
số 9. Đất mình có diện tích có hạn nha, nên nãy cái gì làm rộng rộng coi, làm gì hơi nhỏ thôi, nhiêu đây được rồi, tiết kiệm thời gian đi, cửa mở ra luôn. Rồi ok, làm thêm cái gương đó, gương này để chứa hạt giống với đồ thu hoạch. Thu hoạch được ấy, mình nấu ăn được rồi mình bỏ vô cái gương này luôn. Rồi cái gương này là những cái nguyên liệu để nấu ăn nè, những cái món nào nấu được, món này nè, súp tắm gì tôi mới nấu xong đây. Rồi làm cái đường đi qua số 8. Cái gì tự nhiên có cái ốc đảo này nữa nè. Ủa cái đường nó đường rãnh mà, đường này đường rãnh. Rồi ok, số 9. Bình thường tôi chơi là nó đất liền nhiều lắm, chứ không có mà tù đúng như thế này đâu. Nhà cửa phải đẹp cái đã, rồi đi đánh boss đánh bọng gì đó đánh sau. Rồi ok chưa, đó đẹp rồi đó. Cái bàn điện này đặt dưới này, đặt ở đây, làm đường đôi đi cho nó rộng rãi. Đói nữa hả? Đói ăn. Rồi, ăn no luôn. Nhà thì chắc tôi xây ở ngay cái lỗi này đi. Này gì đây? Ây 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 ây. Để cái hồ trong nhà cho nó đẹp ha. Rồi, tôi sẽ xây cái bay từ cái ô này đi dọc xuống đây. Dọc ở đây. Rồi đi làm mấy cái miếng sàn. Sàn thì anh em có thể làm mấy cái sàn này hoặc là sàn gỗ. Sàn thô hoặc là sàn gỗ. Số 2 gì? À, hai cục đồng nó rớt ngoài. Rồi dựng tường lên số 5. Cái gương này giờ vô nhà đấy.
Gương này là cái gương đồ cũ rồi thôi. Đồ nó thường xịn lắm, bây giờ đeo vô thì nó mất cân bằng. Là đồ level 7 không nè. Bây giờ mình đeo cái đồ level 3 mà. Rồi ok, cất đồ vô ha. Thu cái gương lại. Rồi số 5. Ok chưa? Cũng khá là đẹp rồi đó. Như này làm đường như này luôn. Hết nữa rồi. Trời, tốn phết lắm. Tôi chế ra thì sợ xài nhiều quá nó thừa. Đẹp 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 đẹp. Rồi ok. Còn nghe. Tạm thời xài đuốc đi, khi nào có điện thì chúng ta xài điện xong. Đốn mày luôn nè. Dưới này thì chắc là làm luôn một cái nhà cho NPC. Sau này NPC vô. Hoặc là cái khu trồng cây nữa. Thôi để nó đi. Sau này rồi tính. Cái sông này nó cũng đang khá là đẹp. Rồi làm một cái khu để mình chế đồ nữa. Bây giờ đi đánh boss được rồi đó. Để kiểm kê đây, có cái khiên rồi, có cái vũ khí là cây súng rồi. Nhưng mà đánh boss thì nên đánh bằng cái vũ khí cận chiến hơn. Vũ khí cận chiến hồi nãy tôi có một cây đâu rồi đó. Đây đây đây. Tôi sẽ đi gia công cái này đó. À quên, quên tưới nước. Bây giờ đây nó có cái bình tưới nước nè, mình phải tưới nước nữa nha. Này cái gì vậy? Trời ơi, cái mũ nông dân, dẹp đi dẹp đi. Rồi cái ghế ngai vàng, tôi đánh con boss nó gớt ra được cái ghế đó. Tính làm gì quên đi rồi. À đúng rồi, đi gia công cái cây dao găm này lên. Hai thỏi đồng, ok. Sẵn này gia công đi. Cái dao găm cấp 3 mà cây súng cấp 5 là đúng ra cây súng vẫn ngon lắm. Trăm thỏi đồng. Làm cái gương đựng đồ ở đây. Xếp đồ lại, đồng nè. Trứng nè, đồng nè, quặng nè. Quặng này cần cần luôn.
Rồi một cái liên quan đến trồng nuôi, một cái liên quan đến mà gắp đồ. Nói chung cái đồ gì liên quan đến gắp thì dùng hết đây. Cái này là cái này nè, cái này nè, này này này, cái này đồ ăn. Thuốc này nó sẽ tăng giáp cho mình 3-4 giáp trong vòng 1 phút, dục ở đây luôn. Cái này bánh mì á, bánh mì nấu với nấm thì nó ra cái gì đó. À bánh mì không nấu được, ăn luôn đi, ăn thôi. Bánh mì này chỉ để ăn chứ không làm được cái gì hết. Còn mấy cái này là mấy cái đồ chế tạo, quần áo thì dục hết đây đi, trong cái gương này. Mũ nè, lông nè, ủa rồi đi đến boss à. Cái súng này nó bắn chậm dữ lắm. Đó, tôi phản đòn. Ủa? Đỡ đòn đúng lúc là nó mới có mấy máu thôi. Đỏ trời hả? Xong, có ông này ông bị cái con xà lam đỏ nó nuốt vô nè. Hôm nay thì ổng sẽ muốn buôn bán đồ với mình, như ổng đang bán cái trứng giá 300 đồng, bán cái sợi giá 8 đồng. Sợi này khá là cần nên cái gì mình bán được thì tống vô trong này cũng bán, như tôi bán cái triệu hồi 18 đồng nè, mua lại hai cái sợi nè, còn 2 tiền đó. Cái gì không cần là mình cứ bán cho ổng thôi. Bên này là cái gương đó, đánh con boss thì nó sẽ ra cái gương. Cái lọ này đặt trong một căn phòng đủ tiêu chuẩn để ở thì sẽ có một nhân vật có gâu đến, là ông già Noel á. Rồi gom đồ, gom đồ. Được cái áo gì đây ta? À cái áo thợ săn, chung bộ đồ với mình nãy thôi. Cái gậy này tốn mana hết ta. Này cái gì? Ồ, trăm mấy đam cũng mạnh đó chứ. Ôi, súng này. Núp nè. Lấy cái gương này về luôn. Người có tiền sẽ ủng hộ không nữa. Bye bye không? Này thì ngứa. Nói con đường rồi đây qua bển luôn á. Đường đâu ta? Đây. Số 7. Rồi ok, về nhà thôi. Cái hồ này nó đang đẹp á, tôi không muốn bỏ đâu, để cái hồ này cho nó đẹp đây đây.
Thôi cái hồ đẹp này ha. Chất bọc với hàng rào lại. Đây thêm ô ở đây cho nó rộng rãi à. Số 8. Không, chỗ này gần mấy cái bãi xà lam đó thôi. Cái chỗ đó thì mình không có xây được, cái bãi nước vàng vàng này nè. Bên này giống cái đất trồng cây quá. Ê, bấm lộn. Ít đất quá à, lắp đất lên, lắp vô cái dòng sông nó thì lại tốn thời gian. Thôi thì lại lười. Bấm xong con xà lan thì anh em sẽ được cái này. Nó tên là con mắt gút, lắp vô đây. Đó, nó sẽ mở ra cho anh em 4 cái nữa. Đầu tiên là cái máy quét. Máy quét này để đi vô đấm mấy con kia. Còn cái này để tìm con boss thứ hai. Còn cái dao găm đi kiếm xà lam nè. Thay được cái dao găm này của tôi. 10 thỏi đồng rồi được. 10 thỏi đồng. Đồng 300 thỏi. Này lắp vô. Đó, chế được thêm cái kiếm nữa. Ba hỏi thiết, thiết thì đi kiếm hơi khó đó nha. Thiết thì phải đi khá là xa. Đây, can. Đi con boss ngay đây luôn. Đó, con sờ gôm đó. Sờ gôm là cái con sâu đất, nó sẽ bay bay xung quanh nhà mình. Tiếp theo là một cái hang động của mấy con quái. Rồi, ok. Tí nữa có thời gian sẽ lên đó. Rồi quên tưới nước hoài chúng ta. Đây số 9. Dưới này thì chắc tôi trồng mà cái cây nấm để lấy nấm. Trồng thử thôi. Đâu ta, nó có gọi là đất nấm á. Đây đây nó là cái này nè. Số 6. Trồng đại đây đi. Rồi ok, nguyên bạch nó luôn, hơi xấu một tí. Ngứa à? Mày ngứa à, nấm. Nguyên cái khu này luôn hả? Dọn nguyên cái khu này đi. Mình sẽ làm một cái khu chăn nuôi. Gương kìa, gương mà bây giờ chưa có chìa khóa để mà mở nó nữa. Rồi làm một cái khu chăn nuôi bên đây luôn, đi lạc các bạn, chế hàng rào.
Ây da. À không sao không sao. Rồi ok, tạm ổn rồi đó. Cái này lắp đường rồi đó. Này làm cái chuồng chăn nuôi nên về chế cái bàn chăn nuôi đó. Tí nữa đi coi bắt được con thú nào á thì mới đem nó về được. Thằng giàu dư nào. Cái này hai cái nữa. Ok. Cái chuồng thức ăn. Ủa, cái chuồng này chế cái chuồng mà đồ ăn cho nó thôi. Đây, chân nuôi, dây xích. À, 8 sợi. 10 gỗ 50 đồng, 8 sợi thì bây giờ mình chưa có sợi nữa. Thiệt. Nghèo. Bỏ gì vô cho nó ăn vậy? Nấm hả? Nấm bỏ được nè. Dầu tím. Dầu tím bỏ được luôn. Mỗi con nó sẽ có một cái loại thức ăn nó thích, nó ghét nha. Nên tôi chưa biết con nào nó thích cái gì. Bây giờ đi kiếm con phép về bỏ đây. Quên nó chế hai cửa nữa chứ. Cái xịn sò này cất vô trong nhà. Số 8. Gương này gương xịn. Đó, gương khủng khiếp luôn. Gì là nó lớn chưa? Chắc chưa đâu. Tính làm gì đó. Là làm thấy hàng rào. Đầu óc nó lú. Rồi, đi kiếm con gì bắt nó về thôi. Một điểm đầu nữa. Này cái gì vậy? Giống như kết thúc điều tranh nhé. Mày hút ai? Mày hút ai? Thẳng đường lên á.
Hết đường luôn rồi. Này đồng thôi. Tiếc á, thì nó sẽ màu sáng hơn tí, nó cũng mọc gần mấy bờ sông nè. Thì phải đi gặp mấy tụi goblin kia thì mới có thiết được. Trời ơi cái lá. Bây giờ dắt đi thẳng lên trên trước đi. Bên này là cái gì đó? Dòng hoa bánh à? Hết đường nữa rồi, còn lại sông với nước không à. Thiệt tình á. Đấy, mình đi tới đây rồi vẫn chưa có gì hả? Giờ đi lên hướng Bắc đi. Tự nhiên đem đóng hội đồng theo làm gì nữa, về cất đồ đi. Cát đồng bên này là cây trồng, mấy cái này để tí nữa dụ mấy con kia nó ăn. Tưới cây để lại luôn, thuốc cũng để lại luôn, dầu xà lam, sợi, cái gương, chưa có chìa khóa, nấm, dầu tím để lên. Đi, nó chín rồi nè. Nó chín nó nổ bó bó bốc. Nghe như mà mấy cái viên nhựa chứ. Trồng trọt. Trồng trọt mình là cái này hả? Đây đây đây. Tiếp theo mình trồng cái nào bây giờ? Dầu tím đi, dầu tím. Dầu tím. Hoa tulip phát sáng. Ớt bơm. Rồi. Diện tích hơi nhỏ này. Con gà gì đây? Đi có nhẫn gì đó. 14 sát thương khi đào. Áo thợ săn. Thợ săn mình mới có một món một cái gì. Dao găm này không xài nữa, cái này không xài nữa. Thợ săn thì được hai món nè. Nhưng mà ba món thì nó mới có hiệu quả lắm. Còn lại mấy cái quần kia là mấy cái đồ gì cùi cùi không à. Cái này để chứa mấy cái đồ gáp đi. Gáp nè, gáp, 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 gáp. Rồi đi thôi. Tên tên tên. Nãy điên nào vậy?
để đi đâu đường bên này không? À đây đây đây. Cái gì đây? Hình như là cái chỗ boss hay gì đó. Mình chưa khai thác chỗ đó được. Bên này có tấm thảm gì đẹp quá ta. Thôi để đi, nào rảnh thì qua lấy. Nó ngay phía bắc của nhà luôn, cũng đẹp đó. Nè, nè nè, chỗ này có mấy con phép nè. Không thấy con nào ở trên ta. À đây 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 đây. Con này nó sẽ cho mình lông thì phải. Nó ăn cái gì? Ăn không? Ăn 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 ăn. Đầy đủ hành tụ luôn. Dắt nó về. Mình chưa có sợi dây thừng á, nên đi cái kiểu từ từ rồi đi. Hơi xa một tí. Có cọng dây thừng á, thì anh em chồng vô đầu nó lôi nó về luôn. Theo cái mô tả nãy là như vậy. Với cái đoạn mà cái video tôi coi trên kia đó. Trên tem phép này đầu game á. Con này nó ăn cái gì ta? Nước bơm á. Ăn cục này không? Ăn luôn. Gì mà ăn tạp dữ vậy nào? Đây 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 cứ. Đóng cửa, đóng cửa. Một con. Không biết nó có đẻ hay là cái gì không ta. Đó, ăn đi. Đồ ăn ra đống rồi đó. Trời, quên tưới nước. Trời ơi. Hả? Sau này là tôi nghĩ chắc cũng sẽ có cái hệ thống tưới tiêu tự động thôi, chứ làm thay như thế này mệt quá. Nè, lên nấm rồi nè. Bắn tới không trời? Không không, ủa, tới luôn nè. À đây đây, quên quên. Rồi ok. Bây giờ lên trên này ha. Hay là đi đánh con sâu thôi. Con sâu bây giờ đánh chưa nổi. Đồ mình khùi quá, chưa có nâng cái món này luôn nè. Đi kiếm cái mỏ mà tiếc đi.
Đi kiếm người mỏ thích. Bạn ngứa hả? Nè, ở đây con đó nè. Con nó giết thì nó ra thịt đó. Chỗ này cũng khá gần nhà mình chứ. Đục cái đường về luôn á. Trời ơi, cái xong rồi. Đâm thẳng dưới luôn thì sao ta? Đi có cái gì bên này nè. Rồi rồi rồi. Bùm. Ý. Bình cổ, cái này chắc đem bán cho ông kia. Cái gì đó? Không thấy cái mỏ thiết nào luôn á. Thiết thì nó sẽ thường màu trắng. Trời, phui đồ luôn. Trời ơi. Này dục đi. Cát dục luôn. Cây cỏ gì ở nhà nhiều lắm rồi. Nỏ gỗ hả? Trời ơi, cấp 2 rồi, cấp 2 thôi, dục đi không á. Mũ nông dân dục luôn. Áo nông dân nữa, trời ơi nó nghèo. Vòng cổ dâu tím. Ây da, 0.7 máu mỗi giây. Cái này có 1 cái được rồi. Nãy giờ đào được một cục vàng với một cục thiết. Đúng cuộc đời nó đối khổ. Cái gì đấy, cái gì đấy? Đập mấy thằng đó là gần tới cái mỏ thiết rồi đó. Nãy giờ đi xa lắm mà không có gặp ai với anh ta. Nó lụm được cái gì vậy?
Hạt giống sợi cũng được. Trứng. Đi, vạn kia, vạn kia. Trầu dữ vậy ta, chị 5 phát rồi. Cái gì, cái gì? Ôi con sâu đất. Còn đó là con boss đó. Quặng vàng, nhưng mà phải có thiết đó thì mình mới khai thác mấy cái quặng vàng đó được. Thiết là nó như gì nè, đó nó màu trắng trắng như gì nè. Sao chỗ này nó ít dữ vậy ta? Con này thì sau này mình sẽ kéo nó về nuôi, lỡ tay bắn nó chết thôi. Không có thiết. Hết đường. Bên này là quặng sắt này. Đây 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 đây, thiết đây, thiết đây. Thiết đồng công đây. Cái gì đó? Ủa, đất chỗ này nó cứng gì đó hả? Trời ơi, đào biết lâu nha. Thịt ấu trùng gì? Cái gì đây? Mũ cấp 7. Đi à. Mấy đầy đồ cũ nữa thôi. Tôi xài cái bộ này đi cho nó cân bằng. Bộ này là cái bộ đá dầu của mình. Đào hết nổi rồi. 5 hit mới bể đường cục. Chết rồi, không đủ chỗ chứa rồi. Cái bơm này bỏ đi. Gì thừa thừa nữa không? Nấm khổng lồ, nấm khổ lồng. Kỳ búa, búa này cũng cùi nữa. Cái gì? Trời ơi, cái bẫy. Thôi mình đi kiếm thiết mà. Đi vô đây làm chi? Gung kìa, đất gung kìa. À, con sâu đo kìa. Đây gì, cái mỏ vàng nè. Nó bơi nhanh quá à. Mình theo không kịp. Trời ơi, một tổ sâu luôn.
Ây mũ thợ săn. Lại cái muỗng hả? À không, cái muỗng này muỗng cũ, muỗng nông dân này dẹp. Hai con đánh nhau. Này để gì? Đau quá. Ý, một đống thiết luôn. Thiết đây, thiết đây. Này đã nổ à? Này là gì đó? Rồi khối cát. Bên đó cũng thiết nữa rồi phải không? Đúng rồi. Rồi gom hết bãi này mình về. Xong cái đồ thiết này là mình lên được đồ sắt. Tụi nó đánh nhau rồi. Cái gì?
Cái gì nữa kìa? Ây da, nó chơi cảm tử. Ý bàn 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 này có cái mỏ vàng đó, bên này mỏ thiết. Nó phá cái đuốc nó luôn kìa. Trời ơi. Ý, nhìn cái gì nó có vẻ ngon quá vậy? Cũng vậy à, vừa bắp. Bây giờ mình đào được nhiêu thiết rồi vậy? 170 thiết cũng chưa nhiều đâu. Chết chết người đó bạn ơi, đừng. Ủa sao hồi có 2.8 máu mỗi giây vậy? 4.2 mà. Nè. Nó nguyên một ổ đó luôn kìa. Nhìn gì nhau, nhìn này làm gì được nhau. Còn đâu nữa không ta? Chắc về thôi. Bỏ này mỏ sắt nè. Rồi, làm tí mỏ sắt luôn. Sắt rất là quan trọng nha. Mỏ sắt này. Giá trị lớn hả? Giá trị lớn luôn. Dục bớt cái nào bây giờ? Ủa, quặng sắt đâu? À, quan sát đây. Cái mắt còn gì nó đỏ đỏ bệnh rồi.
Ui, sắt nhiều lắm. Ba phần trăm tốc độ khai thác. Con sâu nó mới bò ngang nữa kìa. Đi nổ này nổ nè. Bên này cũng đóng đá nổ nữa. Này là đồng à. Này nắm. Ý bạn kìa. Cô báo của chúng ta kìa. Bên này là sắt. Những con này nó đâm vô. Hút em đi, hút em đi. Sao hút vô đó, hút bên đây nè. Trời ơi, hút yếu quá chết đi. Rồi, farm hết thứ 7 sắt này luôn. Rồi tới 7 vàng ở giờ mình về. Đã nổ à. Mấy con sâu rồi, sâu để dành nó đi, mốt mình bắt nó về sao. Ủa cái này hình như đâu phải sắt đâu, nó là đồng mà. 1895. Trời ơi, nó là đồng không nổi thôi. Vàng đâu mà vàng, mắt mũi sao nhìn ra vàng vậy. Ờ vàng thiệt, vàng thiệt. Sâu ghi. Vàng thì vàng, làm gì gắt gỏng với nhau vậy? Rồi, chéo chéo cái đường này xuống là mình về nhà. Cái gì đây? Hả? Cảm giác như có cái gì đó ở đây vậy á. Không có chìa khóa, đem cái gương này về luôn. Trên này nó có cái gì một đống á nè.
Cái gì đây? Thổi vàng ngon. Ngắm 100 cây là không bỏ được đâu. Đuốc thì bỏ được, nhưng mà đuốc trên nó đừng về xài. Tinh hóc gương, mảnh đầu lâu, tiền 20 tiền, 6 cái này không bỏ cái nào được, nhưng cái nào cũng quan trọng nha. Hạt giống sợi tí nữa về trồng để lấy sợi nè, sợi mình 65 luôn rồi. Ba cái trứng, cây súng sắp hư nữa chứ trời. Giờ bỏ cái gì lại bây giờ? Bánh mì đúng rồi, bỏ bánh mì lại. Này hy sinh luôn ha. Thôi, bỏ không được. Hạt giống sợi không có bỏ được. Thì bỏ cái gương rồi lại. À bỏ cái gương rồi đấy. Ôi sao đất chỗ này nó cứng vậy? À quên, đi cầm cái cục kia độc. Cái đút của mình này. Đây đường về nhà đây. Ôi, về tới nhà rồi. Bây giờ. Ủa, nó đẻ ra hộp sữa gì nè. Ngon. Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Súp nấm mà. Nấm của mình là đây, nấm đây. Súp nấm. Đi. Sữa này nó bị xịn nha, để dành, để dành. Đây một đống thiết luôn nha. Một đống đồng luôn nè. Ủa, một đống sắt. Vàng thì không có nấu ở đây được.
Trứng này nó màu xanh đó ta. Còn trứng này thì nó cũng xanh lá nữa nè. Rồi, làm cái máy ấp trứng đã. Máy ấp trứng thì phải làm từ cái bàn điện này. Bàn điện cái nào? Chế ra cái máy phát điện gồm 10 thổi đồng. Rồi sau đó mới chế ra cái máy ấp trứng. Máy ấp trứng ở đâu ta? Đây, cũng không phải. Chắc phải lên cái bàn thiết á. Lên bàn thiết nè. 6 thổi đồng với bàn thiết đi. Tới cái bàn sắt, tới cái đè thiết. Thiết thì chế được mấy cái này cũng chưa cần lắm. Bàn giả kim nè, rồi bàn chế tạo tự động nè, hai cái này thì cần. Xong tới bàn sắt, không cần cái đè này luôn. Máy phát điện tự động. Máy này đặt đâu bây giờ ta? Rồi đặt đây đi. Xong tới máy ấp trứng. Máy ấp trứng chế bằng nào vậy? Ừ? Tôi nhớ có cái máy ấp trứng mà ta. Không để lên tới bàn sắt nữa. Không không, không tới bàn sắt đâu. Gỗ nè, đồng nè. À đúng rồi, bàn đồng. Bàn đồng là tới bàn thiết. Ủa sợi của mình đâu hết người ta. Rồi, ấp thì nó lâu lắm nó mới nở lần. Chắc khoảng là 1 tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ nữa. Nên giờ chúng ta cứ loanh quanh ở đây đi. Này đã chín chưa? Chín chưa đâu. Con này nó ngủ rồi nè. Ngon nha. 6 ván gỗ với 3 thỏi sắt. Ván gỗ thì phải có cái bàn cắt gỗ nữa. Là cái này. Thôi sắt trước đã. Sắt nãy mình lấy dễ quá. 80. Cát. Phải đi dây điện vô, đi dây điện đây hai cái luôn. Đó, sáng nhà sáng cửa chưa?
trầm gỗ. Nó sẽ chạy cây nhắc gì? Gì là nó chín chưa? Để tí nữa đây. Bữa nó lớn chưa chứ không phải nó chín chưa, đâu phải mình nấu ăn đâu. Cái gương này nhìn nó tổm vãi ra. Nhưng mà thấy ngộ ngộ nên cũng đem về luôn. Ủa sao lại cái bàn thiết à, mà không có bàn sắt? Đây bàn sắt đây. Lò luyện kim là cái này để nung mà ba cái kia nè. Để nung cái quặng vàng nè. Thiếu miếng nữa. 5 cái mới đủ nè. Nung ba cái quặng vàng này. Sắt nãy đem về bảy mấy cái có vẻ hơi ít. 10 thỏi sắt nữa. Người tới cái bàn đúc. Nè, cái bây giờ cái cuốc chim thôi là đang cái cuốc sắt là nó ăn cái này nè. Không cho để lên. Tới đây là chỉnh đồ rồi. Làm thêm cái đe sắt này nữa là xong. Có mũ với mà áo thợ săn chứ có quần thợ săn nha. Mỗi cho mũ với cái áo thôi. Mũ với áo thì level 3 cũng chả ra cái gì cả. Thằng cái mũ level 7 nè. Phế liệu. Cái quần cái áo mình sắp hẹo ra nè. Đồ cùi quá à. Không biết có nên sửa không. Thôi không sửa đâu. Cái khiên gỗ nữa trời. Tí nữa mình lên khiên sắt. Tôi không cần cái khiên đâu. Cầm bộ dịch chuyển nó ngon hơn á. Chết rồi, cái lông chim nãy tôi bán hết là gì trời. Đi ra, đừng có nói dục hết mấy cái lông chim nha. Nó không, cái hòm chứa đồ là cái hòm trên này. Bên này. Phải, hòm bên này. À, còn cái lông chim. Khiên sắt nè. Tí nữa gàn cái khiên này. Nhưng mà giờ chơi thì mất cân bằng lắm. Lột hết ra đi. Thì súng súng kia là súng xịn chứ không phải súng giỏm như tôi đang cầm. Rồi, vẫn xài cái bộ đồ đầu game tới giờ nha. Không có gian lận gì đâu. Không có tận dụng cái điểm yếu phụ.
đó, chế được cái khiên sắt nè. Ngoài ra thì cái phủ sắt rồi cung sắt nữa, cung sắt này nó mạnh hơn cây súng không ta? 200 đến 253, còn cái này 100 đến 122 thôi. Nhưng mà cái này là 0.5 mỗi giây, à cái này 1.4 lận. Chắc chế cái này đi, chế cung sắt này đi, không xài cái súng hỏa mai rồi nó. Rồi đi chế cái cung sắt. Cung sắt nãy nhiêu sắt ta? 50 á. Chết rồi, cái này chế bằng 3 lỗi sắt nữa. Rồi bây giờ chờ sắt thôi. Giờ có 3 lỗi sắt rồi. 7 lỗi sắt, 4 lỗi sắt nên là đủ. Lâu quá, lâu quá. Thiệt. Thì đến đây. Mình có cái này tí hồi máu, tí phải chế thêm một đống cái đồ ăn để đi đánh boss nữa cho nó chắc. Nấm khổng lồ mình mới có hai cái nè. Chế với hoa tulip đi. Coi cái này cái gì. Hoa tulip, nấm khổng lồ. Đây. Giờ đủ luôn. Rồi đủ rồi đó, chế cây cung. Cây cung này thì hai thỏi sắt vừa đủ rồi, có chế thêm cây sản nữa. Nhưng mà cây sản để làm cái méo gì đâu ta? À, cái xô để mang nước để làm gì? Diện tích sử dụng 2x2 vậy da, cái này tưới nước nhanh hơn nào. Cần câu nữa, có cần câu mình tí nữa mình đi câu cá. Câu cá nó ra đồ xịn lắm. Cái này nó không có hồi máu, nó chỉ tăng máu thôi. Có cái nào hồi máu không đâu. Hoa tulip này nấu ra được cái gì? 2.5 máu mỗi 20 giây. Vậy tính ra có 50 máu à. Này được nè. Dầu tím. Dầu tím. Rồi. Cái gì à?
Bộ này tạm thời bỏ nhà đi. Chừng nào đi mà bắt mấy con đó cái thì tính sao? Bây giờ mình đi mình đấm nhau, đấm boss cái đó. Rồi đi đấm boss thôi. Hành trang như thế này ok. Có nấm, có gỗ, có cung, có nỏ. Cầm cung bắn thử coi. Đói hả? Đói có bánh mì ăn không? Không có bánh mì luôn. Mình xúc đi. Đi thôi. Đi bắn con sâu đo ha. Con sâu đất. Còn ba gì không ạ? Bây giờ chỗ này đánh được con sò mai nè, con sò lam nè. Ba cấp 3 cùi quá. Đây đây đây, nó sắp tới rồi. Đâu ra? Ai 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 ai. Ai. Rồi, xong, đơn giản. Nghiệm dễ. Ấy da. Thank you.
Gặp mắt em đỏ trong đêm tối. Pháp sư giữa này, pháp sư lửa này đến đâu á? Thôi rồi. Trên đó có cái gì cơ? Diễn nằm ngủ à? Đập cái bình, đập cái bình. Rồi sắp hết máu rồi, về nhà thôi. Nói chung hôm nay mục tiêu đánh được con boss rồi. Ôi ngủ gì lộ ngủ đi. Trời ơi, thứ gì đánh nhau nữa. Đây có một cái nữa nè. Nãy bên kia mình gặp gái rồi, bên đây giờ mình gặp gái nữa. Nó về rồi đây.
da, bể hàng rau ơi. Ủa, quan sát nãy mình nhiều lắm mà. À đây 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 đây. Trứng chưa xong nữa, còn lâu lắm. Gì đây, sừng con gươm hình như bỏ đây nè, đó bỏ vô đây thì chúng ta sẽ chế tạo được cái trứng cội nguồn để tay le về, với mà cái khẩu bazooka cấp chính là cái khẩu này nè, đó cái khẩu này nè, pin bazooka của tôi nè, khẩu này thì nó bắn xuyên đá luôn. Đây tôi lấy ra tôi test cho anh em coi đó. Đã chưa, thì lên đây mình chế được công thức nó cũng dễ lắm, thổi thiết với thịt ấu trùng, thịt ấu trùng thì đưa dục bên kia rồi đó, nên chỉ cần hai cái đó là ra. Thì bây giờ coi như cơ chế rồi luôn nha, lấy vô đeo nè, không cần xài khung nữa. Ngoài ra thì nó còn một cái chày nữa, cái chày nè, nhưng mà làm biếng lắm, đá cổ xưa với bộ phận cơ khí, cầm cái này thì để tay le về nó dễ hơn. Đá cổ xưa nè, bộ phận cơ khí nè, chế vài cái cầm. Rồi bây giờ chắc không cần chế gì nữa đâu. À, số 5. Cái bàn đúc chìa khóa với bàn trang sức. Trang sức là chế mấy cái nhẫn này. Nó cần thổi sắt với mấy cái gì đó. Nhẫn thì như bên này thôi. Đó, chế được ba cái nhẫn nè. Lấy ra. Cái nhẫn này là cái nhẫn tốc độ, chỉ cần 12 thỏi sắt với 3 miếng đá là được. Có cái nhẫn này đeo vô thì nó tăng tốc độ lên. Rồi bây giờ là ngang bằng với cái hồi trước tôi chơi đó, lấy đồ ra đeo được rồi nha. 13 giáp. Sức thương vật lý tầm xa. Mấy cái trang phục quần áo thì nó chưa bằng nên không có lấy ra.
Trang phục quần áo thì đồ trong người tôi nó vẫn lội cùi thôi. Cái này là gì đây? Đầu lâu pháp sư. Ây da, ngon 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 ngon. Cái nón cũ của mình nó cũng khá là ngon đó. Nãy đến boss gớ cái này quá. Áo với quần thì vẫn lội cùi. Trời ơi. Cái này cũng nón luôn rồi. Toàn là nón không à. 21 máu tối đa. Nhẫn ấu trùng á. Nhẫn đá. Túi dưới hang. Cái túi này thì đánh boss nãy là đang đeo nè. Đó. Ngang với lần trước tôi chơi đó. Cái này chứa đồ đi. Trời ơi còn cú chim đây nữa. Làm tí bánh mì cho đỡ đói đã. Rồi ok. Coi như hôm nay chúng ta hoàn thành được cái mục tiêu rồi. Chả có quái gì luôn. Thôi thôi. Thôi ơi nó cùi. Này cất vô luôn nè. Này cất vô luôn đi. Bên này là đồ cùi không à. Đồ cùi tôi mới dục ở đây. Rồi còn một con boss nữa thì chúng ta mở được cái cửa bên này nè. Đó. Nào rảnh thì tôi chơi tiếp. Hiện tại hôm nay thì dừng ở đây thôi. À quên chế cái bình tưới cây. Ủa chế rồi nè. Giờ tưới rất là nhanh. Đi bắt thêm vài con thú nữa vậy. Nó ăn hết cái này. Cái này hồi nãy là cái gì đó. Nó ăn hết sạch luôn rồi. Ủa nãy ở dưới này tôi trồng cái bãi trồng nấm à. À không không bên đây bên đây. Nhầm nhầm nhầm. Số gí. À cái trứng. Cái trứng. Chưa xong nữa ta. Kiểu này là còn chút xíu nữa là xong rồi. Đây 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 dưới đây. Đã không? Núp hả bạn núp hả. Lại quạt bắn chúng còn nó cái nó chết luôn. Ơi chết rồi quên đem đồ ăn này. Nấm không ta. Ủa vô luôn rồi đó hả. Vậy là bắt lần được con à.
đi đi nhánh máy rồi đó. Chế cái hộp tiết là đúng nhanh luôn á, đúng là có tiền cái đầu mọi chuyện nó nhanh hơn nhiều. Ủa sao đây thiếu một cái vậy? Mình thấy căn cứ đôi làm sao? Chụp lại tấm hình này. Có bạn mày nè. Ê ê, chúng hàng gì không? Đâu có cái nấm này vậy? À, hình như chỗ này nè. Nó ăn quá rồi anh em ơi, nó ăn như hạm luôn rồi. Giờ không biết nuôi nổi ba con này nữa. Trời, nó ra con siêu nấm luôn. Ấy, rồi rồi, con khốn phá hoại. Nhà cửa anh tan banh nó chứ anh. Không được rồi. Cái đống nấm này không có trồng ở đây được rồi. Ok chưa? Đục luôn chắc ăn nhất, nếu cần thì quá bán. Ok. À quên up cái trứng nữa. Cái quần này quần khủng à. Quần này vừa bắp. Trứng 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 trứng. Còn cái trứng này nữa.
Rồi, ấp nở cái trứng này ra con gì? Gan chó săn. Con này thì thiên về đánh tỷ lệ cận chiến thôi. Con chim của mình hiện tại thì vô tốc độ di chuyển, cứu chứ. Cứu thì vô tốc độ di chuyển là chính, 12% tốc độ di chuyển luôn đó. Mình có thể tăng kill cho nó ở đây nữa. Con này bằng cứu. Chó này chắc không xài đâu. Chó này đánh cận chiến, chừng nào mà bui cận chiến thì rồi lắp con chó này vô. Rồi, ok, bye bye anh em. Game này mới ra cái phiên bản 1.0 thôi. Nhưng mà lượng nội dung nó còn rất là nhiều, rất là đáng chơi nha. Tôi nghĩ là mở thêm cái này nữa thì nó sẽ đủ năng lượng cho cái lỗi này. Hiện tại tôi đánh hai con boss là mở được hai cái mà. Boss thứ ba thì mở đây. Boss thứ ba có khả năng chỗ này. Rồi, ok, bye bye anh em. Có thời gian là chơi tiếp game.